Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khí Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để quay ba của Toàn né một cái nhánh cây mận. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng theo dõi nha. Cái phần ăn phước này Toàn nghĩ là nó rất là lão rồi nè. Trái thì rất là nhiều, gốc thì chà bá luôn. Này trái thì chú không có thời gian bọc á, nên là nó hư hết trơn cả nhà ơi. Với lại có một cây cũng cưa luôn. Còn có miếng à? Chưởng khúc lại. Chú bây giờ thấy tiếc rồi. Hay trái. Chú không biết mặn ăn phước luôn. Nãy Toàn nói mặn ăn phước, Toàn ở đây chú mới thấy uổng. Nào giờ chú không biết mà là mặn ăn phước. Đây có cộng dây điện nè. Có dây điện nha. Bỏ cành này đi, dây điện lên. Trái nhiều dữ rồi chứ. Cái cành cao bỏ. Ôm chú không? Hả? Ôm được không? Đặt lại không chú? Là sao nữa? Là cắt nhắn lại lùng lên. Cắt ngang cái đọt lại ở trên á. Cắt ngang cái đọt ở trên. Cắt đây luôn chứ trên chứ trên. Cắt làm cho nó gọn gọn nó thấp thấp lại thôi. Đây nó dây điện quá trời nên phải cột dây treo dây lên. Yeah.
chứ. Mà sao con nhánh bên đây có trái à? Chừa cái nhánh bên đây nè. Chừa cái nhánh này thôi. Hiểu không? Chừa nhánh đây là ăn trái chơi. Ừ, còn nhiều quốc khái thì quốc khách thôi. Còn nhiều trên đoạn thì cắt hết. Thôi, nó là trên đoạn béo có trái luôn. Trái kia mà cái đầu ra. Cho bằng là đừng bị ứ nước mà túi cây. Đó giờ trồng bao nhiêu năm rồi còn không biết chú cây mận gì luôn hả chú? Không biết. Tao tưởng là mận tàu lao, tao định bỏ mà nha, cho bạn ăn phước tao giữ chứ. Dạ. Nào giờ tao đâu biết mận phước đâu. Dạ. Tao biết. Đây nè, trên nắp cao, ủa, trên nắp cao vô rồi hết rồi. Để cái chùm chùm giống như mấy con cậu khỉ ha. Dạ. Chùm tóc, chùm chùm đi nè. Để em đang đột cây gần lá xuống nên điện lên coi. Nhánh nó suốt rồi sao không bà? Chiều nay á là nhánh ngay chừng á là làm ở đây xong cái gì đúng không? Dạ. Thì tối thì mày ngủ đây thì chứ chiều chạy vô chỗ đâu ngủ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Chú Vũ tối ở lại đang giao lưu. Mà bữa giờ mà không có làm nhậu được đâu. Dạ. Làm không. Nhậu rồi không làm được. Chứ chưa có đãi tiệc. Đợi chuẩn bị về mới cho nhậu. Đâu có mấy ngày nào không đủ ổng mà ổng kêu nhậu được, ổng kêu không làm. Dạ. Bây giờ lên chiều nay anh lên Bình Dương thì anh cũng đâu có chỗ anh ở đâu đúng không? Dạ. Thì anh ở đây đi sáng mai đi sớm gì đâu mà. Dạ. Từ đây qua Bình Dương là sao ta? Dạ. Bình Dương anh đi cái đường cầu mới này gần sạch. Dạ dạ dạ. Mấy chục cây à. Dạ. Chứ mà tao không tính tiền, tao không có về được. Dạ. Cái rụng đặc đất. Đây là cái bông của nó nè. Hey, chú Hai mua đồ về nhậu cái bữa cuối để chia tay nè cả nhà. Đây, chú Hai là đây nè. Đây, còn hai tay nữa nè. Đây. Ba có toàn thì gờ phía bên kia. Chắc mấy cái cây này cũng dọn sơ sơ thôi cả nhà. Thôi Tần cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo của Tần nha. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị.